đi ra đây. Mày đi ra đây. Bố tha cho con, bố. Tha với thiếu gì? Bố tao không tha. Mày ra đây cho con. Này. Dạ. Dạ. Tao đã làm gì mày đâu mà mày khóc lóc mày van xin hả? Con biết bố định đánh con. Nín. Nghe bố hỏi và trả lời rõ ràng cho bố nhá. Trung. Dạ. Bố hỏi con tại làm sao? Tại làm sao con lại học giỏi nhất lớp? Tại làm sao con lại học giỏi hơn con người ta? Hả? Trung, trả lời cho bố biết xem nào. Bố. Hả? Bố nói cái gì ấy? Bố đang hỏi con đấy. Con học giỏi nhất lớp bây giờ. Mày khẽ cái mồm cho tao xem nào. Sao mày mồm mày cứ toạc toạc lên. Người ta nghe chết bây giờ. Thế ý bố là muốn như nào ạ? À? Ý bố ấy là con phải học bớt giỏi đi. Hơn bạn nhiều quá là bố cũng thấy ngại. Bố. Hả? Bố cũng nói cái gì ấy? Làm sao? Con học giỏi bao giờ đâu. Giỏi ôi, cái mồm mày như cái mồm ấy. Tóm lại bây giờ bố trông chờ con cái điều gì? Bố trông chờ con là con phải đỗ đại học. Bố đã đi khoe với cả làng cả tổng là con đỗ vào trường đại học danh giá nhất cả nước về IT rồi. Cái điều đấy dường như là quá xa vời đối với con. Con cần gì phải học, con cứ như bố ấy. Có học hành gì đâu. Đây vẫn nhà cao cửa rộng ở đây, đúng không? Khẽ cái mồm thôi, không người ta nghe thấy hết bây giờ. Mà bố thấy ai bảo mày không giỏi. Riêng về internet nhá, bố thấy mày cầm điện thoại mà cứ chách nhỉ. Thế như thế mà không giỏi à? Ôi, hôm nay con bản lĩnh với bố một lần, con nói thật, đây là con chơi game. Con không học hành gì đâu. Thế à? Thế nhưng mà thôi, bây giờ mày muốn làm gì thì làm. Nhưng mà bố đã chốt khoe với cả làng cả tổng là mày kiểu gì cũng đỗ đại học rồi, nên là năm nay mày phải thi đỗ trường đại học internet cho bố nhá. Bố. Đấy là còn chưa kể nhá. Bố đặt bên nhà bác lớp lợn ấy, một con lợn rừng nguyên con 100 mâm. Ai mời hết mọi người rồi. Con đỗ đại học là đến ăn mừng thôi. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim à? Ôi dồi, đã bảo cái tài năng với cái năng khiếu của con mình bố phải biết là con không học được đâu, mà bây giờ bố lại cứ nhồi nhét vào là thế nào? Con không làm được đâu. Tao không cần biết, nhưng nếu như mà mày không thi đỗ đại học ấy thì mày đừng có trách tao. Bây giờ nhá, mày không cần phải làm gì cả. Lên trên phòng, ăn uống cơm bố bê lên tận phòng phục vụ mày. Mày chỉ có ăn và học. Con tự biết lượng sức mình, biết cái sức mình ở đâu, không đỗ được đâu. Mày làm sao các bạn lùi? Tao đã nói trước rồi là tao đã lo hậu sự cho mày như thế rồi đấy. Giờ là hậu sự cái gì? Tức là tiền sự đấy, đặt lợn nhà bác lớp lợn nữa đấy. Tóm lại bây giờ con học cho bố ấy. Thế nha, chịu. Ok. Cứ bắt học. Cái thằng này. Này chết rồi. Thôi con ơi, cố gắng là mình chỉ cần đỗ đủ điểm thôi. Đừng có thừa nhiều điểm quá, không hàng xóm láng giềng người ta là cười cho. Người ta lại bảo mình học giỏi quá. Đấy, cô Mai ạ. May quá có cô ấy. Nhà có hai bố con neo người. Tôi ấy là phải lo hết cái việc ở trang trại, xong là mới nhờ được cô đi lên trên kia để thăm thằng Trung nhà tôi đấy. Ui giời ơi, có cái gì đâu hả bác? Cháu là cháu tiện đường lên trên này thăm con thỏ nhà cháu, thành ra là đưa bác đi luôn. Đấy, thằng Trung nhà tôi ấy, thằng ấy nó lại được cái nó thông minh từ nhỏ. Ôi giời ơi, bác còn mong đợi cái gì nữa? Mà yêu cái thằng Trung nhà bác, cả làng cả xóm này ai cũng mê đấy. Làm gì có ai vừa học giỏi lại vừa ngoan ngoãn như nó đâu. Cái hồi nó còn đang học ấy, mấy cái trường ở bên Mỹ, mấy cái trường đại học nổi tiếng ấy đã sang tận nơi để xin nó sang bên Mỹ để làm ấy. Nhưng mà tôi ấy, nhà có hai bố con, tôi không đồng ý cho đi. Người ta cũng bảo là cho cả bố sang cùng. Nhưng mà tôi việc trang trại còn đầy ra đấy, làm sao mà nỡ mà vứt cả đấy mà đi theo nó được. Mình cũng có việc của mình chứ. Ủa cái gì cơ? Đi sang Mỹ cơ? Ôi, bác có biết là bọn cháu chỉ mong đặt ngón chân lên trên đất nước Mỹ thôi mà không được. Đây bên đấy còn nghe danh được thằng Trung cả. Có cái gì đâu cô. Con cái là của để dành. Mình nuôi nó đến tầm này rồi, còn vài năm nữa nó lấy vợ, xong rồi nó đẻ cho tôi một hai
thằng cò nữa là tôi hoàn thành nhiệm vụ. Trời ơi, thế này bảo sao mà thằng làng ở xóm này cứ suốt ngày bảo sang học tập thằng Trung nhỉ bác. Sắp đến chưa cô nhỉ? À đấy, chỗ cháu đến đang chuẩn bị đến chỗ thằng Trung nhà bác rồi đây này. Ủa, nhanh thế đấy. Từ nhà lên Hà Nội bây giờ đường xá có thuận lợi, đi có mấy chục phút là sắp đến nơi rồi. Sướng nhá, hai bố con lại gặp nhau rồi nhờ. Ôi giời. Mày đi đứng kiểu gì ấy? Tao tạt tay cho mày vỡ mũi mày ra bây giờ. Nhìn cái mũi mày thì mũi giả đúng không? Đây này này này. Đây là... À, úi giời, thằng Trung Bách à? Ô, không nhận ra chị à? Trung Bách tên ở quê. Tao lên đây gọi là Trung Đầu Bò. Úi giời, lại Trung Đầu Bò. Rồi Tùng ơi, bác Tùng ơi. Úi giời, con của bác bây giờ thành Trung Đầu Bò lúc nào này? Bố. Con. Bố lên đây làm gì? Thì bố nhớ con, bố lên bố thăm con mà. Thế nhưng mà em nó đang làm trên ngân hàng, sao không hề đi đâu này, làm gì này? Ngân hàng gì? Ngân hàng tín dụng cho vay, bốc lãi, thu họ. Hóa ra là tín dụng đen à? Cầm đồ à? Đúng rồi. Sao cả làng cả xóm này ngưỡng mộ em lắm đấy. Ngưỡng mộ như nào? Do mồm bố em thổi phồng lên chứ ngưỡng mộ cái gì em? Thiếu nửa điểm vào đại học Harvard Mỹ là như nào? Nửa điểm cái gì? 12 điểm thì em thi được 6 điểm. Tức là cháu nó thiếu nửa số điểm. Nửa số điểm chứ không phải là nửa điểm là 0,5 điểm à? À đúng rồi. Ôi trời ơi, bác Tùng ơi, thật sự ra là làng cái xóm này cũng biết tính bác hơi nổ rồi, nhưng không nghĩ là bác nổ đến mức như này đâu bác ạ. Thôi, cô Mai, tôi xin cô này, cô về cô đừng kể với làng xóm, không tôi xấu hổ lắm. Cái này là chỉ tôi với cô biết thôi nhá. Ôi, bố đến nước này rồi bố còn che giấu cái gì? Cả cái làng, cả cái xã nó biết rồi. Bạn thi cùng con nó biết con trượt rồi. Thôi. Thôi. Hóa ra là mọi người đều biết hết rồi à? Biết hết rồi. Chứ còn gì nữa. Trời ơi. 15, 10, 15, 20. Mình về rồi à? 29. Này này, con này ăn gì để tôi nấu? Ôi giời ơi, ăn cái gì mà chả được. Cái việc nữ công gia tránh mà cũng phải hỏi ăn gì. Đang đếm mà tôi dựng đếm cái đầu. 5, 10, 15, 10, 15, 17, 29, 31, 33. 33. Sao lại là 33? Này, tôi cấm chỉ cô lô đề nhá. Cấm tuyệt đối nghe chưa? Cao giọng thế. Điên à? Ai lô đề cái gì? Thì đấy là bảo thế. Người ta đang đếm tiền thưởng là được 3 triệu 3, hiểu chưa? Hãm. Ai hãm? Con mụ kế toán ấy. Sao mà hãm? Nói cho mà biết nhá. Cái con mụ đấy, em dùng từ hãm với bà ấy là không phải một mình em dùng đâu. Cả công ty đều dùng cơ. Quá hãm luôn, rất là hãm. Vừa hãm vừa bất công. Quá là bất công luôn, cực kỳ là bất công luôn. Tại sao lại bất công? Thưởng gì 3 triệu 3? Chia chác kiểu gì? Hả? Cả một tập thể mà lại chia được có 3 triệu 3. Ui giời. Mà biết là một tập thể bao nhiêu người không mà lại chia 3 triệu 3. Một lén tiền thưởng không bằng một đồng tiền công. Ôi giời ơi, thưởng là vui rồi. Này này, không biết thì dựa cột mà nghe. Hiểu chưa? Các cụ bảo rồi, biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe. Đã dốt lại cứ tỏ ra khoe hay khoe chữ. Thế nào là một gì? Vừa nói là một gì? Một lén tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. À ừ, lần này thì lại nói đúng. Có thưởng là vui còn gì nữa. Nhưng mà thưởng như thế này thì chia kiểu gì mà cả một tập thể ấy. Hả? Biết một tập thể của người ta bao nhiêu người không? Tập thể bao nhiêu người? 3 người. Có 3 người mà em cũng bảo là tập thể. Ôi, thế ngày xưa có đi học không? Hả? Người ta chỉ dùng số ít là một thôi. Còn từ 2 trở lên đã là số nhiều rồi. Và đằng này của người ta những 3 người. Thế 3 người không là một tập thể à? Không nhiều à? Mà bây giờ chia được có 3 triệu 3. Mà trong một tập thể đấy thì phải có người đứng đầu, có người đứng mũi chịu sào chứ hả? Ai là người đứng mũi chịu sào? Em chứ ai? Nói cho anh biết nhá, không phải tự hào đâu. Em chỉ dưới một người thôi nhưng đứng trên vạn người luôn ấy. Về nhà em chỉ có thua anh thôi nhá. Chứ còn là em đến công ty nhá, hết ra lửa luôn đấy. Ở trong nhóm của em là trưởng nhóm, em nói mọi người phải răm rắp làm theo, anh hiểu chưa? Đấy, mà trưởng nhóm đứng mũi
triệu xào bao nhiêu công việc mà lại chia được có 3,3 triệu. Nếu mà để chia đều ra mỗi người được 1,1 triệu, trưởng nhóm đứng mũi chịu sào, đầu tàu, quá bất công, rất chi là bất công. Thế bây giờ nói vì sao lại bất công? Vì nếu mà làm tốt, lợi cả nhóm cùng hưởng, tiếng cả nhóm cùng được. Thế nhưng mà không làm được, chả may mà sơ sẩy cái gì, ai là người chịu? Trưởng nhóm chịu, đầu tàu chịu. Thế mà bây giờ làm tốt rồi, được thưởng 3,3 triệu, thì chia ra 3 người, mỗi người 1,1 triệu, trưởng nhóm cũng được 1,1 triệu, không bất công à? Anh thấy chia thế là đều rồi còn gì nữa, mỗi người 1,1 triệu, còn em còn kêu cái gì nữa? Thế thì không kêu, nó cấm nước chứ nhỉ? Anh quên, để anh đi lâu nhá. À mà này, cái gì nữa? Em hỏi anh nhá, anh hay nội trợ, mọi việc nữ công gia chánh trong gia đình anh đều đảm nhận. Bây giờ anh thử hạch toán cho em xem, nếu bây giờ mình làm một bữa gọi là lẩu hải sản đi thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Linh đình đi. Linh đình chắc thì cũng tầm 1 triệu thôi. Tươi không? Tươi. Dễ đành đạch luôn. Đầy đạn không? Đầy đạn. Thế được không? Em sẽ đưa cho anh hẳn 2 triệu. Anh mua cho em một bữa thật linh đình để em mời tập thể đến ăn. Ô hay nhỉ? Sao nay em lại hào phóng thế? Mời cả một tập thể đến nhà mình ăn. Ừ. Ô hay. Bố mẹ tôi còn chẳng bao giờ mời đấy. Mời cả những cơ quan đến ăn là sao? Tóc đông đãi gà rừng. Nhưng người ta mời tập thể đến ăn là vì sao? Vì đây là tiền tập thể. Hiểu chưa? À, rồi, rồi. Bây giờ nếu mà chỗ này mà đi ra nhà hàng 3,3 triệu liệu có đủ không? Nếu chả may không đủ, mỗi người lại phải lệ quyên, mà trong khi đó mình lại là trưởng nhóm, chả nhẽ mình lại bảo mọi người lệ quyên cùng, mình mà bỏ ra nốt thì để có mặt chết à? Bây giờ mình mời mọi người đến ăn 3,3 triệu, nhưng mình chỉ ăn hết khoảng 2 triệu là đầy đạn thôi. Tự dưng 2,3 triệu, chả ai biết đấy là đâu. Ê. Thế là mình có 1,3 triệu đút túi à? Ừ, mà mình lại có tiếng nữa. Mà anh thông minh thật đấy. Chuyện. Vì là người ta là trưởng nhóm, là đầu tàu thì không thể bất công được, hiểu chưa? Hiểu. À, nhưng mà có tiền. 5, 10, 2. Sao vậy? 5, 10, 2 là như nào? Thiếu. Có thiếu à? Đấy. Thế là... Trời ơi. Đầy đạn vào nhá. Rồi, yên tâm. Này, hai đứa ăn đi, để chị bóc bánh cho mà ăn này. Hay đây ra một quả chuối đi, chuối ngự đấy, ngon lắm chị. Ngon quá, khéo vô thật đi. Đấy, được không hả chị? Mà hôm nay là cái bữa lẩu rất là ngon nhá. Dạ. Hải sản thì rất là tươi. Vâng. Sao mà khéo thế không biết. Em với chồng em đấy chị ạ, một cái là nấu ăn các thứ là đảm lắm cơ. Thế à? Nhất là cái món lẩu là khéo tay cực luôn đấy. Đấy, chị bảo thế có thể vui không? Dạ. Tụ tập đoàn kết đến đúng. Đây ăn uống, đúng không? Đúng rồi hai chị. Hai đứa xem đấy. Đấy, chị xem. Tiền thưởng bây giờ mà cứ chia ra mỗi chị em mấy đồng à, nó mất hết tình cảm đi. Đấy, cùng là một đồng tiền thưởng, em mà cứ gọi hết cả đội đến ăn uống rồi nhậu nhẹt đập phá cho nó linh đình chị ạ. Như thế nó mới tình cảm. Hai đứa nghe chị Linh đấy. Có đồng tiền thưởng phát là gọi mọi người đến để ăn uống đập phá luôn. Vâng. Như thế mới xứng đáng là tổ trưởng, hiểu dạ, chưa? Dạ. Rất là tuyệt vời. Dạ. Chị là hoan nghênh em lắm dạ, đấy. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Thôi chị đi về nhá. Dạ. À quên, còn 6,6 triệu, mỗi đứa 3,3 triệu tiền thưởng của hai đứa. Chị đưa cho hai đứa quên mất. Chị ơi, hả? Em thưởng gì đấy hả chị? À, thì mỗi đứa được thưởng 3,3 triệu. Hôm trước là chị đưa cho em rồi đấy, cái phong bì 3,3 triệu hôm trước đấy. Mà cái bữa lẩu hôm nay đấy. Dạ. Ừ, hôm nay chị mới đưa cho hai đứa. Ơ, thế là hôm trước là chị lại đưa cho một mình em thôi ạ? Ừ, đúng rồi, quên không đưa cho hai đứa. Ơ, trời. Thôi không sao, cảm ơn em. Dạ. Em là có tinh thần rất là cao đấy nhá. Tiền không là cái gì cả, cứ phải ăn uống đập phá nhỉ. Này, thế nhá, chị cảm ơn nhá. Chị đi về đây. Thế hai đứa có đi về luôn không? Chị cho đi nhờ xe. Vâng ạ. Ờ, đi lâu luôn. Về nhá Linh nhá, cảm ơn Linh nhá. Bất công. Quái lạ. Vừa mới thấy nó ở đây xong bây giờ đi đâu mất rồi nhỉ? Trung ơi! Trung! Đi đâu rồi nhỉ? Trung ơi! Này! Dạ! Thế mày bị điếc à? Không nghe thấy anh gọi gì à? Em đang nhập tâm lý vào nhân vật.
nhấp tâm lý nhân vật. Người đâu? Người nào ạ? À, ra anh bảo, ra anh bảo. Này, mặt mũi nhìn trông cũng dễ thương phết đấy. Nha, duyên đấy. Lãng mạn đấy á? Ừ. Như phim Hàn thế này là chuẩn bị hôn đấy. Này, này, này. Nhưng mà anh thấy là cái má phải nó có vẻ là hơi bé hơn cái má trái đấy. Anh chỉnh cân đi. À, chỉnh cân à? Chỉnh cân. Sao anh tắt em? Còn sao nữa? Hả? Tiền đã nhận rồi, đúng không? Thế tại sao mà anh đứng đây chờ 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy nàng xuất hiện? Hả? Chút làm ăn kiểu gì đấy? Ơ nhỉ? Anh, chắc là con chó nhà nàng ấy hôm nay bị đau bụng cho nên là nàng không ra, yên tâm. Mà anh cứ phải sồn nhỉ? Hôm nay không gặp thì mai gặp. Không có chuyện đấy đâu, nhá. Cầm tiền rồi thì phải làm cho nó chuẩn chứ. Nếu mà không ý, thì nôn tiền ra đây, trả lại anh đi. Nhà anh. Thôi, anh cứ đợi một tẹo nữa đi. Xem nào, cứ sồn. 5 phút nữa mà nàng không xuất hiện thì nôn tiền ra trả anh biết chưa? Làm trò gì à? Trung! Dạ? Làm trò gì đấy? Em đang ngồi đợi nàng. Đi tìm đi. Vâng. Tin mừng, tin mừng, tin mừng. Nói gì đấy? Thấy chưa? Nàng đấy, thấy chưa? Đến rồi à? Ừ. Đấy. Bây giờ anh phải làm sao nhỉ? Bây giờ anh phải làm gì? Hả? Làm gì để tiếp cận được với nàng? Ôi ôi. Tao gái xinh gái là cứ nhất thiết phải đéo. Bối rồi à? Thế bây giờ phải làm gì? Nói nhanh lên. Ôi, đúng rồi. Anh thế này nhá. Ừ. Cái khoản này thì anh hơi kém đúng không? Ừ. Bây giờ anh phải nghe theo sự chỉ đạo của em. À. Bây giờ anh ra đấy nhá. Ừ. Anh gặp cô đấy nhá. Ừ. Anh chào cô đấy, anh nở một nụ cười thật tươi. Rồi sao nữa? Cười đi. Đấy. Ừ. Đấy. Ê, em. Hôm nay trời nắng mà mờ, phòng em còn rộng thì anh nhờ một đêm. Vô duyên. Vừa gặp người ta lần đầu lại bảo xin ngủ nhờ một đêm. Ừ nhỉ? Nghe thấy vô duyên rồi. À đây, thế này. Như nào? Nó mềm hơn này. Ừ. Anh muốn mời em đi uống trà. Anh muốn làm người nhà của em. Chưa gặp gỡ, chưa giao lưu, chưa nói được đôi ba câu chuyện nào biết nhà nàng ở đâu mà muốn làm người nhà của nàng. Như thế thì nó vẫn hơi trực tiếp quá, không hay. Thế này đi, làm theo cách của anh đi. Rõ chưa? Anh nói cái gì đấy? Thật đấy. Em ngu em mới là em của anh. Anh nói lại mà. Rõ chưa? Rồi. Biết rồi. Đi. Anh vào trước đi nhá. Cướp đây, mang tiền hết ra đây. Không có tiền. Nói không là không à? Không có thật. Thế bây giờ phải trả bằng cái gì? Không biết luôn. Dừng tay. Ôi, sao giống phim thế nhỉ? Em cứ đứng ra một góc để anh. Ôi, thằng này mày hay xem phim kiếm hiệp nhiều à? Hả? Mày bị nhiễm à? Mày biết đây là đâu không? Đây là ngoài đời, mày hiểu chưa? Mày định... Không cần biết là ngoài đời hay trong phim. Ai à, cứng à? Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi dám giở trò trộm cướp ở đây à? Không thể tha thứ được. À, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Hôm nay mày sẽ biết. Mặc dù là trong tay ta không có gì, nhưng ta vẫn quyết kiên trì cùng ngươi. Anh ơi, cẩn thận anh ơi. Ui, anh ơi, anh có làm sao không? Gãy răng chưa anh? Không sao, cứ để anh cho anh. Anh ơi, cẩn thận nhá. Trời, anh ơi, anh có làm sao không? Ôi giời, vỡ mồm rồi anh ơi. Không sao, anh đã bảo không sao. Anh ơi, cẩn thận nhanh nhá. Ôi giời ơi, anh ơi. Anh ơi, vỡ đầu rồi anh ơi. Thôi, anh ơi. Thôi. Không đùa với cái thằng điên này nữa. Tao thấy thằng này nó điên thật.
nhưng nó cũng có một tí hồn nhiên, nó cũng có tí bản lĩnh ấy. Chúc hai đứa hạnh phúc, một cuộc sống sung túc, một đàn con lúc nhúc và giống hai đứa như là đúc. Ô dê. Đừng lại, đừng có mà chạy. Thôi anh ơi, thôi thôi nó đi rồi. Tha tha cho nó anh ạ. Tha cho nó. Anh ơi. Anh nể em lắm, anh tha. Anh ngồi vào đây đi, không ngã vật ra bên đây bây giờ. Anh ơi, anh có bị làm sao không hả anh? Em thấy như là vỡ đầu anh ạ, chảy máu đúng không anh? Anh không, cho em xem nào. Không. Anh có làm sao hay không ý, nó không quan trọng. Quan trọng là em không sao. Em thì không sao rồi, nhưng mà em sợ là anh có sao ý. Em thấy cái cú đấy nó mạnh lắm anh ạ. Anh không sao, em cứ yên tâm. Anh bảo này. Dạ. Lần sau ý, có muốn ra công viên này để chạy ý, thì cũng nên rủ người yêu chạy cùng. Chứ xã hội bây giờ nhiễu nhương lắm em... Không biết đường nào mà lần đâu em ạ. Em chưa có người yêu anh ạ. Vô lý. Dạ. Em xinh đẹp thế này làm gì có chuyện mà chưa có người yêu. Dạ. Thật ra là trước cũng có nhưng mà em thôi rồi anh ạ. Thế à? Vâng. Thì hóa ra là em độc thân à? Em độc toàn thân ạ. Lạ nhờ. Người ta gọi là single đấy anh ạ. Ôi thế. Vâng. Tình cờ và thật bất ngờ là. Vâng. Người anh cũng toàn độc. Ý anh nói là anh cũng độc thân. Độc thân à? Ừ. Ôi rồi hay thế nhở. Ôi ừ. Thế là bọn mình có duyên với nhau đấy. Mình có duyên. May quá hôm nay em gặp anh chứ không có thì em vỡ đầu ra anh ạ. Mà anh thấy nhá, rất là vô lý luôn. Dạ. Tại sao một người xinh đẹp như em thế này mà người yêu em lại bỏ là sao? Không, thực ra không phải là người yêu em bỏ. Mà do là em đi lâu quá người ta không chờ được. Thế à? Nên là người ta đi với người khác rồi. Ôi giời. Thế thì em làm đúng quá. Dạ. Em bỏ nó đi là đúng quá. Đúng rồi anh ạ. Yêu là phải hiểu, là phải cảm thông. Ôi. Là phải chờ đợi. Đúng thì ạ. Nó mới là tình yêu. Đúng đúng, đúng anh ạ. Cái em... này em ghi nhận. Đúng, đúng anh ạ. Quá chứ còn gì vâng. Nữa. Em phản bội là không thể chấp nhận được. Em bỏ nó là không hề tiếc nuối làm gì. Đúng đúng anh. Vâng. Nhưng mà thế em đi du học à? Hay là đi công tác nước ngoài? Không ạ. Em đi tù. Đi tù. Vâng. Thế em đi tù vì tội gì? Giết người ạ. Người ta là làm gì mà em giết? Có làm gì đâu anh. Lăng nhăng, phản bội, giết luôn. Anh bảo này, thế chạy tiếp đi nhá. Nhà anh bao việc. Khoan đã, làm gì vội thế? Sao vừa bảo không sao mà? Có sao không? Không sao nên... Sao bảo không sao? Nên anh mới về... Thì không sao thì ngồi đây tâm sự thêm một tí nữa. Không sao đúng không? Không sao đúng không? Vâng, vâng, đúng không? Không sao ạ, không sao ạ. Dạ. Ngồi đây. Đồng bọn đâu nhỉ? Đồng bọn nào ạ? Cái thằng múa con nhị khúc ấy. Đâu rồi? Em có quen nó đâu ạ? Gọi đồng bọn ra đây. À, em đây. Lên đây. Dạ. Lên chị nhờ tí. Dạ. Dạ. Ra đây. Tâm sự tí. Dạ. Này. Chị bảo nhá. Dạ. Thật ra chị cũng chả tù tội gì đâu. Chị cũng chả bỏ người yêu đâu. Nhưng mà chị thấy hai chú là làm cái trò nó hơi buồn cười. Chị nhìn chị hơi ngứa mắt thì đến chị cảnh cáo tí cho nó vui thôi. Lần sau ấy. Dạ. Tán gái. Vâng ạ. Là phải chân thành. Dạ. Phải thẳng thắn. Vâng ạ. Phải xuất phát từ tâm. Dạ. Đừng làm dăm ba cái trò con mèo ta cười cho, nhớ chưa? Dạ. Nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Nhớ chưa? Thế nhá. Đúng là tóc cắt ngang vai. Ai mà đụng tới bạt tai bây giờ. Bạt tai bây giờ. Nôn tiền ra đây. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.